Vâng, xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị về một cái ứng dụng của con NB200. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các anh chị thiết lập cái chức năng là trở lại cái chương trình cũ, cái chương trình mà đang chạy đó khi mà cái nguồn điện nó bị mất. Thì hiện tại nó đang ở trạng thái reset và mình đã setting là ở button số 1 là gồm có 4 bước trên. Thì mình sẽ tiến hành mình nhấn ring thì chương trình này nó sẽ được chạy ha, nó tăng dần cái nhiệt độ SV lên và mọi button và trong cái button số 1 này mọi cái bước trên mình sẽ cài đặt là một phút. Thì hiện tại nó đang ở cái bước số 2 rồi thì mình sẽ tiến hành là tắt điện ha. Hiện tại bạn thấy SV đang là khoảng 84 độ C thì mình tắt. Và cái tắt của mình nó phải quá 2 giây. Mình sẽ khởi động lại. Thì khi mà khởi động lại á thì nó sẽ tiếp tục cái quá trình như vậy nha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mà mình cài đặt. Thì mình nhấn phím set. Trong vòng 3 giây mình xuống cái chỗ là group group control, mình vào đây mình xuống ngay chỗ cái hàm là bvkr.mos, mình cài đặt là host rồi mình sẽ quay về. Vâng, và chúc các bạn cài đặt thành công.